Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gear VN. Ngày hôm nay ở bên cạnh mình đó là một bộ for creator, có nghĩa là dành cho những người sáng tạo. Và cái này ở phía bên Gigabyte gửi qua cho mình thì đây là nguyên một bộ máy của dàn gọi là Vision. Ở đây mình cũng có một chiếc VGA là 3090 Vision và một chiếc manboard cũng là Z490 Vision G. Và đồng thời với đó thì nó cũng có một cái tông màu trắng và đảm bảo cho mình là sẽ có một cái thiết kế làm sao nhìn nó thanh thoát hơn, phù hợp với những cái góc làm việc mà nó có vẻ là sáng sủa, cùng với đó là cho chúng ta một cái cảm giác thoải mái hơn để mà có thể tạo ra những cái sản phẩm sáng tạo phù hợp cho cái công việc làm về creator, thì có thể là YouTube, Instagram hay thậm chí là TikTok đều có thể sử dụng một chiếc máy tính. Đồng thời với đó thì để mà làm việc như vậy thì chúng ta cũng phải có một cái cấu hình tương đối cao. Và như mình đã nói bật mí một chút đó là ở đây đang sử dụng là 3090. Đồng thời với đó sẽ là một chiếc CPU là 10900K. Tất nhiên là mình nghĩ các bạn làm creator cũng không có ham hố gì cái việc là ép rung đâu. Tuy nhiên để mà có một cái setup đẹp thật là đẹp thì chúng ta cũng nên đầu tư một chút vào cái phần tản nhiệt cho CPU. Và phần tản nhiệt này cũng rất là ấn tượng khi mà nó có luôn cả logo Aorus và có cả phần một màn hình nhỏ nhỏ hiển thị lên cái nhiệt độ của nó rất là đỉnh. Rồi ok, đó là tất cả những cái gì mà tổng quát ở phía bên ngoài của chiếc case này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua tất cả những chi tiết đó lắp lại sẽ đẹp tới như thế nào nhé. Ở đây mình đang sử dụng là Aorus Liquid Cooler 240, tức là phiên bản 2 fan. Nếu như mà các bạn có nhu cầu cao hơn với một cái case lớn hơn thì chắc chắn phiên bản 3 fan sẽ là một sự lựa chọn phù hợp. Ngoài ra để phục vụ cho nhu cầu edit hình ảnh video thì chắc chắn RAM cũng là một nhu cầu hết sức thiết yếu. Ở đây thì mình cũng đang sử dụng một kit RAM của Gigabyte là 64GB, tức là hai thanh 32GB, tốc độ lên tới 3200MHz. Và cho chúng ta một trải nghiệm render trên Core i9 là cực kỳ mượt mà. Tiếp theo sẽ là khu vực lưu trữ. Và ở đây mình đang sử dụng là 512GB. Còn nếu trong trường hợp các bạn muốn chứa nhiều dữ liệu hơn thì mình sẽ đề xuất cho các bạn sử dụng một ổ HDD nào đó lên tầm khoảng 1TB tới 2TB để chứa những footage, những video để có thể làm việc được trơn tru và mượt mà. Và như vậy là mình cũng đã cho các bạn xem qua một chút về hình ảnh của cái việc làm việc của chiếc máy tính này, như là việc render hay là edit video, cùng với đó chỉnh sửa một chút ở trên Photoshop. Ngoài ra thì mình cũng rất là hứng thú khi mà muốn chơi game ở trên chiếc máy này, nhưng mà trên một chiếc 3090 các bạn ạ. 3090 thì hầu hết các bạn có thể chơi game 4K vào thời điểm này toàn bộ hết rồi, và thậm chí là nó sẽ có một chút dư giả ra nữa. Cho nên nó là thông thường nếu như các bạn định chơi game, thông thường mình chỉ giới thiệu là 3080 mà thôi, bởi vì nó là vừa đủ với cái túi tiền. Còn nếu trong trường hợp 3090 nó sẽ hơi dư với việc chơi game một chút, ngoại trừ cái game Cyberpunk 2077 thì nó sẽ ăn hết luôn cả 3090. Tuy nhiên với cái chiếc máy này á, thì cái tông màu của nó lại trắng quá, mà Cyberpunk thì nó lại thiên hướng là màu vàng hơn. Cho nên đó là nếu mà các bạn định chơi một cái setup, một cái góc nó Cyberpunk á, thì có lẽ là chiếc máy tính này á, nó phải có một chút độ chế lại một xíu, một chút modding lại một xíu thì nó sẽ đẹp hơn. Còn hiện tại á, thì nó vẫn phù hợp với cái nhu cầu là creator và làm những cái video, làm những cái nội dung trên TikTok, YouTube vân vân và mây. Và như vậy video cũng tương đối dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.